Không trong người đàn bà nào hoàn toàn là chỉ là đàn bà cả. Và cũng không trong người đàn ông nào hoàn toàn chỉ là đàn ông cả. Đây là một trong những bí mật vô cùng quan trọng để hiểu. Khi bạn có thể hiểu được điều này, một chiều hướng hoàn toàn mới sẽ xảy ra. Nó sẽ biến đổi hoàn toàn bạn. Vì vậy, hãy cố hiểu nó. Lắng nghe sâu sắc nhất có thể. Bất nhị hoặc là cái một. Cuộc sống tồn tại ở nhị nguyên là những cực đối lập. Nhưng sự đối lập này lại không phải là hai cái để tranh đấu, triệt tiêu nhau, mà nó sẽ là sự kết hợp, bổ trợ cho nhau. Bạn có chân trái, bạn có chân phải, và bạn có thể bước đi, di chuyển. Con chim có hai cái cánh và nó có thể bay. Dòng sông có hai bờ và nước có thể chảy. Và đó gọi là dòng sông. Một bờ, dòng không để hình thành. Hai bờ, nước tự biết đường tìm về đại dương. Bạn được sinh ra từ dục, từ tính nam, tính nữ, từ âm, từ dương. Bởi vậy không thể nào bạn chỉ có phần dương, chỉ có phần âm được. Bạn phải có cả hai phần đó. Từ nhị nguyên âm dương lại thành cái một, tổng thể bản thể của bạn. Nhưng sự tranh đấu và kiềm nén sẽ khiến bạn chỉ muốn bạn là đàn ông, chỉ có thể bạn là đàn bà.
khi đàn ông bắt đầu khóc, bởi vì bên trong đàn ông có đàn bà bên trong. Đàn bà có sự cảm nhận, rung động, dễ xúc động và vẻ đẹp của nó. Và bạn có thể khóc, bạn có thể thưởng thức. Chỉ khi bạn có thể khóc thì bạn mới có tiếng cười. Nhưng đàn ông được dạy phải mạnh mẽ, phải gan lì. Khóc là biểu hiện không đẹp của đàn ông. Thế rồi bạn kìm nén nó. Khi bạn kìm nén người đàn bà bên trong của mình thì có sự đau khổ. Còn với người đàn bà thì sao? Người đàn bà muốn chơi mô tô. Người đàn bà muốn bắn bi. Người đàn bà muốn trèo cây. Và rồi xã hội sẽ bảo bạn thế nào? Bạn là đàn bà cơ mà. Trò đấy không thể là của bạn được. Bạn không thể chơi trò đấy được. Trò đó là của đàn ông. Và bạn đã kìm nén nó. Khi mọi thứ bị kìm nén, chắc chắn nó phải được tìm chỗ thoát ra. Và bạn sẽ thấy rằng người đàn ông có thể khóc và người đàn bà có thể đập phá, đấu tranh một cách điên rồ hơn tất cả người đàn ông nào bên ngoài. Bởi vì cái kìm nén tính đàn ông bên trong của người đàn bà đã quá lâu rồi. Bây giờ đã đến thời cơ để họ phải xả ra. Còn người đàn ông đã bị kìm nén cảm xúc, sự xúc động của mình quá lâu rồi. Và rồi trong tiếng cười, bạn sẽ thấy nước mắt của họ. Tôi đã từng quan sát rất nhiều người gan dạ, những người cứng cỏi, những người già trưởng. Chỉ cần gặp tôi một hai câu, chỉ cần nói chuyện, họ bắt đầu vừa cười vừa khóc. Bởi vì tôi đã moi hết cả cái tim gan của họ ra. Họ biết rằng có một người đang hiểu những sự kìm nén của họ. Ở trong tình yêu, khi người đàn ông và người đàn bà thực ở cuộc sống, gặp nhau, họ có cực lạc ở một vài khoảnh khắc. Họ muốn được bên nhau, nhưng một thời gian nó sẽ dài hơn một chút thì họ bắt đầu sẽ đẩy nhau ra. Họ bắt đầu đánh nhau.
Điều này phải được hiểu. Mỗi người có một tính cá nhân của mình. Không ai giống ai. Đó là vẻ đẹp được tạo ra trong sự tồn tại này. Bởi vì tính cá nhân này nên khi gặp nhau trong người đàn bà sẽ muốn làm chủ tính cá nhân của mình, trong người đàn ông cũng muốn làm chủ tính cá nhân của mình. Tính cá nhân này thể hiện cho tính nam. Thế thì khi hai người có một tính nam, mọi thứ phải bị đẩy ra chứ. Nam châm chỉ có thể hút nhau khi có hai cực âm và dương. Dòng điện chỉ có thể được tạo ra từ cực âm và cực dương. Hai cực không thể tạo ra điều gì. Hai cực tạo ra sự tranh đấu, sự đẩy ra. Thế rồi họ lại thích một mình. Nhưng khi ở xa nhau, họ lại cần nhớ về nhau. Họ lại muốn gặp nhau. Bởi vì bên nhau họ đã có cực thích, cực vui. Thế rồi sẽ phải đánh đổi. Khi bạn có cực thích với người đàn bà bên ngoài, với người đàn ông bên ngoài, bạn sẽ phải đánh đổi bằng tự do. Và khi mà bạn mất đi sự tự do rồi thì đó là lý do của khổ, đó là lý do của tại sao sợ yêu. Vậy thì điểm siêu việt ở đây sẽ phải là như thế nào? Điểm siêu việt ở đây là bạn nhận ra tính nam và tính nữ bên trong mình. Bạn chấp nhận tính toàn vẹn, toàn bộ cá nhân của nó. Bạn là đàn ông, bạn hoàn toàn được phép khóc, bạn được phép xúc động. Chả có gì sai trong nó cả. Đó là sự cảm nhận của bạn với thế giới. Nó là niềm vui. Bạn là đàn bà, bạn cũng hoàn toàn sẽ chơi được những cái trò của đàn ông. Thực tế không có cái gì gọi là của đàn ông cả. Tại vì cái xã hội này do đàn ông tạo ra nên họ gọi cái trò đấy là của họ. Không có gì của ai cả. Không có gì của đàn ông, cũng không có gì của đàn bà. Và khi hai cái sự hội nhập này được phép xảy ra trên bản thể bạn như hai luồng ánh sáng quấn quýt bên nhau. Quấn quýt bên nhau. Thì một đứa con được hình thành. Đứa con này được hình thành bởi người đàn ông bên trong và người đàn bà bên trong của bạn.
Đây là điều Chúa Giêsu đã nói. Chừng nào mà bạn chưa là đứa trẻ thì bạn không thể được vào vương quốc của ta. Ẩn ý ở đây chính là như vậy. Và chưa được nào bạn chưa trở nên hồn nhiên và mong manh lại như cái thời bạn bé, như thời bạn vẫn còn nguyên bản bản thể, thì bạn chưa thể vào được. Thì tự khắc bạn có thể yêu người đàn ông bên ngoài của bạn, người đàn bà bên ngoài của bạn với một sự thấu tỏ rõ ràng nhất, với một sự không đấu tranh nào cả, với một sự hợp nhất. Điều này là khó và hiếm hoi. Trước khi cả hai cùng có thể khả năng nhận ra bản thể của mình, trước điều đó không thể xảy ra. Khoa học đã từng biến đổi người đàn ông thành người đàn bà. Việc sinh con là khó, nhưng về biến đổi mặt cơ thể và những phần khác hoàn toàn là đã có thể làm được. Nếu hoàn toàn không phải bởi vì bên trong bạn có cả hai đấy, nó không có cái gốc của nó, thì làm sao chuyện này đã xảy ra được? Và đây là minh chứng. Tôi không bắt bạn tin những điều tôi đang nói. Việc của bạn là cảm nhận, việc của bạn là hiểu ở đó trong chính con người bạn. Và tôi xin nhắc lại lần nữa, đây là một trong những bí mật sâu sắc nhất của những dạng bí mật. Nó không huyền bí, nhưng bạn chưa mở con mắt để nhìn thấy điều đó, chưa mở trái tim để cảm nhận điều này. Là cuộc sống thực sẽ tồn tại ở dạng nhị nguyên, nhưng không phải là hai kỳ phùng địch thủ của nhau, mà là sự bổ trợ cho nhau ngày và đêm, nóng và lạnh, âm và dương, chân trái chân phải, đôi cánh của một con chim. Những nguyên này hợp vào nhau thành cái một, thành bất nhị, thành cái tổng thể. Thành lần sinh thứ hai.